Băng hội ngày xưa luận về nhân nghĩa, nhưng ngày nay thời đại công nghệ tiên tiến luận về sức mạnh. Sức mạnh rất quan trọng. Một ngày làm đệ tử như mày, cả đời sẽ mãi là đệ tử. Cậu em nhỏ à? Sao hả? Hay là để hàng hóa lại ở chỗ tao? Còn không thì để mạng lại đây. Hàng hóa là do anh em liều mạng mang về. Không đưa. Đại ca, tao cho chúng mày thời gian là một bát mì để suy nghĩ. Làm gì mà quát lên vậy? Chuyên nghiệp một chút có được không? Đạo diễn, chẳng phải anh đã nói tiếng nổ vang lên thì khai chiến sao? Vừa nãy là đúng lúc luôn phải không? Hỏng. Khói lửa đâu? Tôi đến đây. Ai bảo anh cho nổ hả? Chẳng phải anh nói tiếng súng vang lên thì cho phát nổ sao? Ai nổ súng? Xin lỗi đạo diễn, là em bóp cò. Bất ngờ. Đàn ông giống như miếng bít tết này vậy, chín quá thì mềm, ăn không ngon, khó tiêu. Tái quá thì dai, bên trên còn ít máu, khó nuốt. Cũng giống như tên hoàng đấu không cầu tiến của cậu đấy. Đợi cậu làm anh ta trưởng thành thì cậu chắc cũng già luôn rồi.
Cậu còn nhắc cái tên đó trước mặt mình. Cậu có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Mình nói cho cậu nghe nhé, đàn ông giống như miếng bít tết này, chín vừa mới là ngon nhất. Chàng trai ấm áp miếng bít tết chín vừa của cậu sắp đến kìa. Chào cô. Người thấy hình như mùi khoáng chất. Anh dùng nước hoa Hermes phải không? Mùi này rất có cá tính, có thể sẽ khiến mọi người khó chịu. À, cái đó. Từ nãy đến giờ cô ấy đặc biệt nhạy cảm với mùi hương. Hai người trò chuyện trước đi nhé. Tôi đi gọi điện thoại đây. Lam Thiên. Anh muốn gọi món gì? Không cần đâu. À, phải rồi. Đây là danh thiếp của tôi. Tôn Nghiêu, nhân viên dịch vụ trạm khởi nguồn cuộc sống. Trạm khởi nguồn cuộc sống sao? Vậy chẳng phải anh là bác sĩ phụ khoa à? Là khoa phụ sản. Xin lỗi anh, tôi phải đi nhà vệ sinh. Hai người các cậu diễn cái gì thế hả? Có biết diễn không? Học diễn xuất ở đâu vậy? Có biết viết hai chữ diễn viên không? Viết thế nào vậy? Phiên âm mà anh cũng không biết sao? Diễn viên. Anh tìm diễn viên vậy? Lần sau đừng xuất hiện trong đoàn của tôi nữa. Anh Việt à, xin lỗi anh. Chúng ta diễn lại lần nữa nhé. Doanh thu phòng vé lần này của phim chúng tôi đều dựa vào anh. Đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa đâu. Gì nữa đây? Chuyện gì nữa hả? Gặp bất chắc nhiều thì sẽ xảy ra chuyện đấy. Phải phải, chuyên nghiệp một chút có được không? Được được. Các bộ phận chuẩn bị diễn lại lần nữa. Mạnh hơn chút nữa có được không? Sau này tôi cũng muốn làm minh tinh. Tìm một trợ lý, ngày nào cũng chăm sóc tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ làm một đạo diễn lớn, không mắng mỏ người khác ở phim trường. Cố lên. Cảm ơn cô. Thật là ngại quá. Chắc là Lữ Hiệt đã giới thiệu tôi với anh rồi. Tôi là người dẫn chương trình trang mạng video. Thu nhập bình thường. Công việc cũng tạm tạm, tuổi tác trung bình. Tóm lại là bình thường. Phụ nữ mang thai tốt nhất nên giảm uống nước lạnh. Tôi với anh thân lắm à? Anh đùa gì vậy? Đồ uống lạnh không tốt cho phụ nữ mang thai đâu. Tôi còn độc thân. Độc thân mang thai cũng không có vấn đề gì. Phụ nữ có thai sẽ nhạy cảm với mùi vị. Tôi chỉ là không ngửi được mùi nước hoa trên người đàn ông, vậy cũng không được à? Từ lúc tôi ngồi xuống đây, cô cứ ngáp liên tục, cho thấy là cô rất mệt mỏi. Tối qua tôi thức khuya tăng ca, thiếu ngủ cũng đâu có gì là lạ. Trong vòng mấy phút cô đã ngáp tận mấy lần, đi vệ sinh một lần. Tôi đau bụng đi vệ sinh không được sao? Nếu cô không để ý, tôi có thể nắm tay cô. Nhiệt độ bình thường của tôi là 37,2 độ, chắc là nhiệt độ của cô cao hơn tôi một chút. Vậy thì sao? Tôi đã nói tôi là bác sĩ khoa sản, có kinh nghiệm 10 năm hành nghề, từng gặp rất nhiều phụ nữ mang thai, không ít thì nhiều, nên tôi sẽ không nhìn nhầm đâu. Tôi mới nghi ngờ anh là tên biến thái đấy, đổ điên. Tâm trạng không ổn định cũng là một trong những triệu chứng của phụ nữ mang thai đấy. Lam Thiên, thế nào rồi? Đủ tiêu chuẩn là chàng trai ấm áp phải không? Là loại đàn ông ấm áp quá nhiều nên khí hậu ấm lên toàn cầu thì bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm đấy. Người ta là đàn ông độc thân nhà giàu, biết tết chín vừa đấy. Cậu đừng khen anh ta như Đô Minh Xuân như thế. Cùng lắm anh ta chỉ là nhị bách cửu thôi. Cái gì? Người ta có ăn có học nên phong cách mới tri thức như vậy. Được rồi, cậu đừng khen anh ta. Giống như mấy người đi bán hàng tiếp thị nữa. Lần trước mình có kinh nghiệm khi nào? Sao cậu lại hỏi mình như vậy? Chẳng phải cậu là bạn thân của mình sao? Nhớ giúp mình xem, lần trước chúng ta đi ngắm cảnh, cái lần mình làm bẩn cái quần trắng đấy. Cậu xem trong điện thoại mình có ghi nhớ giúp cậu này. Cậu xem này, lần trước là ngày 6 tháng 7, lần trước nữa là ngày 18 tháng 5, chẳng đều đặn gì cả. Hôm nay là ngày mấy? Ngày 13 tháng 9. Tiêu rồi. Sao thế hả? Thrill or
Nhà đầu này lại mua gì nữa đây? Lớn thế này sao? Chả trách Alibaba phát triển như vậy, đều là do sự đóng góp của bọn em đấy. Động đậy gì đấy nhỉ? Ngạc nhiên chưa? Lại nữa rồi. Đứng yên. Anh chạy à? Dù anh có chạy đến chân trời góc biển, em cũng sẽ tìm được anh thôi. Tà không thể thắng chính. Em đe dọa anh nãy giờ, nhưng bây giờ không đỡ bắn anh. Trước khi anh chết, em chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh có yêu em không? Yêu. Anh căng thẳng như vậy làm gì? Anh không căng thẳng. Vậy anh run cái gì? Giữ em lâu quá. Kỷ niệm một tháng quen nhau, anh bất ngờ không? Bất ngờ chứ, chúng ta đã quen nhau được 30 ngày rồi đấy. Vậy phải ăn mừng thế nào đây? Đấu đấu bé bỏng à? Em muốn. Đấu đấu bé bỏng à? Cha em đã đồng ý mở công ty văn hóa rồi đấy. Anh cần tập trung hơn nữa. Đợi khi nào lấy giấy phép rồi, chúng ta sẽ đóng phim. Hoàng đấu à, hôm nay có phải anh muốn trình diễn không? Đảm bảo dịch vụ chu đáo. Sao thế? Không có gì. Làm lại nào. Không được. Lại sao nữa? Ba cao su của em đâu? Làm gì? Phòng cháy hơn chữa cháy. Hoàng đấu chết tiệt. Hoàng đấu chết tiệt. Sao vậy? Chắc anh phải đổi nhạc chuông điện thoại này quá. Toàn reng lên những lúc quan trọng. Thật tỉnh. Thiên Nhi. Alo, sao bây giờ mới nghe điện thoại hả? Giám đốc Lam à, cô tìm tôi có việc gì vậy? Anh đừng nói nhảm với tôi nữa. Tôi đã chuyển ra khỏi nhà anh được mấy tháng rồi. Lâu rồi không gặp ư? 3 tháng rồi. Anh ra đây cho tôi ngay, ngay lập tức. Phải quay cảnh đêm sao? Anh mà nói linh tinh nữa là tôi đánh vỡ đầu anh đấy. Hả? Có cảnh nổ nữa sao? Đã mua bảo hiểm chưa? Cho tôi mượn xe một chút. Nửa đêm mà anh muốn tôi trả xe, anh muốn làm gì? Tôi còn chưa làm xong việc cho con gái tôi nữa. Tình huống khẩn cấp, nếu Quốc Tử hỏi đến thì nói là giám đốc Lam và chúng ta đi quay phim nhé. Giám đốc Lam? Khi nào chúng ta quen biết giám đốc Lam vậy?
Không có nhiều thời gian nói chuyện, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh gặp đạo diễn mà không dẫn tôi theo, anh muốn ăn một mình à? Lam Thiên à, xảy ra chuyện gì vậy? Trong quá khứ anh và em đã bên nhau 375 ngày, em là cả bầu trời đối với anh, nhưng bây giờ khác rồi. Chẳng phải anh đã đến rồi sao? Em có chuyện gì mau nói ra đi, bạn gái anh đang đợi ở nhà kìa. Làm với cô diễn viên hạng B giàu có chứ gì. Anh qua lại với ai thì có liên quan gì đến em? Vì anh tìm được bạn gái nhanh như vậy nên trong lòng em không thoải mái phải không? Người tự suy diễn như anh chẳng thay đổi gì cả. Người ích kỷ như em cũng chẳng hề thay đổi. Em ích kỷ sao? Là ai đã lấy 450.000 tệ tiền chuẩn bị đám cưới đi mua máy chụp hình bằng phim chứ? Cô đã phá sản rồi, cô mua máy chụp hình có tác dụng gì? Em biết cái gì gọi là mơ ước của đàn ông chính là những cuộn phim sắp bị khai tử nên mới lưu lại kỷ niệm. Vậy em có từng dự định cho tương lai của chúng ta chưa? Có cái gì hay ho mà tính chứ? Cái gì cũng tính toán thì sống có ý nghĩa gì chứ? Anh cứng đầu ấu trĩ quá, cho nên em mới chia tay. Không phải là em đánh đá mà. Anh nhìn thế này em đã anh chục lần vẫn còn chưa đủ đấy. Anh không cố ý đâu. Anh xin lỗi. Rốt cuộc là em đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em? Nói cho anh nghe nào. Anh ra mặt giúp em. Anh có thể thay em đến bệnh viện không? Em bị bệnh à? Đừng lo lắng, chúng ta sẽ trị khỏi. Em thiếu tiền phải không? Thiếu thì anh đưa cho. Em có thai rồi. Là con của ai? Không phải của anh thì tôi tìm anh làm gì? Em chắc không? Đồ khốn. Ngày nào cũng nói sợ gặp sự cố. Đúng là gặp sự cố thật rồi. Cha hỏi lại con một lần nữa, con có muốn sinh đứa nhỏ này ra không? Mảnh đất này, con dâu, con có chồng hay không? Con chỉ cần trả lời một từ thôi. Không sinh, không chồng. Chỉ trả lời một từ cho cha. Không. Con không chồng. Vậy cha chồng. Mẹ, mẹ hãy sống hạnh phúc với cha. Tức chết cha đi. Cha, cha sao thế? Lão gia, cha không sao chứ? Cha làm sao vậy? Cắt, chuyển cảnh. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là người dẫn chương trình Lam Thiên. Bây giờ là 10 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh. Nơi tôi đang đứng đây là trung tâm thể dục. Và phía sau tôi là tháp Quảng Châu, thường được mọi người gọi là tháp Tiểu Man Yêu. Được rồi, chuyển cảnh. Hôm qua mình đã gặp Hoàng Đấu. Anh ta nói gì với cậu? Anh ta nói cái gì mà từ trước đến giờ không quan trọng. Hơn nữa mình cũng chẳng muốn dây dưa với anh ta nữa. Cậu nghĩ cái gì đấy? Không nghĩ nữa thì tốt hơn. Cậu vẫn nên nghĩ kỹ lại đi. Này, anh bạn, cậu nói thử xem nếu cậu là mình thì cậu sẽ làm thế nào? Thực ra mình cũng không có ý kiến gì. Mình chỉ cảm thấy phá thai không tốt cho sức khỏe phụ nữ. Và lại tuổi của cậu cũng nên có con rồi. Nhưng làm mẹ đơn thân thật không dễ dàng. Vì vậy mình cảm thấy... Dừng lại, cậu nói cả buổi mà chẳng có gì ra hồn. Coi như là mấy lời nói chuyện này chưa từng xảy ra, được chưa? Chuyển cảnh. Anh có biết sự khác nhau giữa dù bay và bao cao su là gì không? Một cái là bảo vệ bên trên, một cái là bảo vệ bên dưới. Dù bay hư thì ra đi một người, còn bao cao su rách thì lại thêm một người. Đấu à, không thể giữ em bé đó đâu. Đừng có dây dưa nữa. Vậy phải làm thế nào? Nếu cô ấy mang thai thì anh có quay lại không? Anh không thể để mối cạp nhằm đó che mất mình. Anh phải nhìn xa trông rộng. Trước mặt là một cánh đồng cỏ rộng lớn. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Anh xem con gái rượu của tôi chụp hình tự sướng này, cười thật dễ thương. Tôi phải cho nó một like. Chỉ có anh là có con gái rượu. Trường hợp của hai chúng ta khác nhau. Nếu anh coi chuyện có thai ngoài ý muốn này là một trận đấu, vậy thì anh gặp rắc rối to rồi đấy. Hoàng Đấu, anh đến nhà tôi làm gì? Lén lén lút lút. Em ra ngoài sao? Chúng ta nói chuyện đứa bé đi. Chúng ta chẳng có gì để nói cả. Đây là chuyện đại sự, giữ hay không giữ phải nghĩ cho kỹ. Cần phải bàn bạc. Giữ hay không giữ có liên quan gì đến anh? Tôi đã bắt đầu tìm bệnh viện rồi.
Tôi quá rồi, anh sợ em mệt nên đã khảo sát. Chẳng phải bây giờ công nghệ tiên tiến hay sao? Một chỗ phá thai có thể nhìn thấy, một chỗ là phá thai không đau kiểu Hàn Quốc. Mấy bệnh viện đó anh đã đều so sánh đối chiếu hết rồi, tuyệt đối không có tác dụng phụ. Đây này, hôm nay phẫu thuật, ngày mai đi làm. Sáng phẫu thuật, chiều đi làm. Vừa phẫu thuật, vừa đi làm. Nào, em đừng sợ. Được lắm, vậy anh thanh toán rất trước một lần chi phí nuôi dưỡng con trước 18 tuổi đi. Em muốn giữ lại sao? Em đừng kích động được chứ. Sau này chúng ta không thể sống chung một mình em làm sao nuôi con đây? Tôi đâu cần anh nhắc tôi. Căn bản tôi chẳng trông mong gì anh. Tôi cũng không lấy đứa nhỏ ra để đe dọa anh đâu. Em đừng nóng giận. Anh là muốn nghĩ cho em. Làm mẹ đơn thân khó hơn nhiều so với em tưởng tượng đấy. Người hủy hoại cuộc sống của tôi là anh. Được rồi, được rồi. Anh sai rồi. Anh không phải là người. Anh xin lỗi đứa con ngoài ý muốn này. Hoàng đấu, anh nghe cho kỹ đây. Đối với chuyện mang thai này, anh là cộng sự của tôi. Anh có quyền biết tất cả. Nhưng từ nay về sau, chuyện này không có bất cứ liên quan gì đến anh. Anh hiểu chưa? Hoàng đấu, anh dám qua lại với cô gái khác sau lưng em. Anh còn làm bụng cô ấy to lên phải không? Chia tay đi. Quốc Tử à, đừng kích động. Hãy nghe anh giải thích đi. Giải thích cái gì? Anh đã làm cho người ta có bầu mà còn giải thích gì nữa? Cái bụng đó không phải là bong bóng, nói thổi là thổi to lên được. Vậy anh nói xem, lúc anh làm người ta có bầu, khi đó anh vẫn chưa quen em đúng không? Anh thử nghĩ mà xem, mang thai khoảng 40 ngày trở lên mới biết được. Nhưng chúng ta vừa mới kỷ niệm một tháng quen nhau mà phải không? Đúng rồi, anh đã nói tường tận với em rồi. Hai chúng ta quen nhau 32 ngày, anh và cô ấy chia tay nhau 70 ngày trước. Thai chưa đến 90 ngày, sau khi anh đến với em, anh không gặp cô ta nữa. Anh nào biết cô ta mang thai ngoài ý muốn chứ? Chỉ là sự cố thôi. Sự cố ngoài ý muốn, vậy chúng ta sinh đứa bé ra đi. Đừng nói bừa, em còn giận mà phải không? Em nói thật đấy, cô ấy đồng ý sinh con cho anh thì em khỏe hơn. Em điên à? Anh mới là người phải uống thuốc đấy. Anh thử nghĩ xem khi sinh con bụng sẽ xấu đến nhường nào. Em phải giữ vòng eo thế này, sinh con đau đớn lắm. Anh chịu được không? Cô ấy đồng ý sinh con cho anh thì cứ để cô ấy sinh là được. Dù sao đi nữa, đến lúc đó chúng ta mua đứa bé về là được rồi. Em sẽ khiến nó cả đời này không được gặp mẹ nó. Người ta cứ tưởng là em sinh nó ra. Rốt cuộc là sau 90 ngày. Thật là rộng lượng. MC Thiên Lam à, cô đúng là kiên cường thật đấy. Kế hoạch này đã bị hủy 5-6 lần rồi phải không? Sao vẫn còn dũng khí tiếp tục vậy? Chẳng còn cách nào khác. Tôi là đứa mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tôi cứng đầu cố chấp mà. Cứng đầu đến nỗi chẳng sợ gì hết. Tiểu Lam, bản kế hoạch này là đích thân cô làm phải không? Đúng vậy, chủ biên. Cô nói cho tôi biết, thứ này là cô dùng đầu óc để viết ra à? Lẽ nào nói cô là có não chỉ để trưng bày bản kế hoạch này của cô, khiến tôi nhìn cô là một người phụ nữ đơn thuần, dễ dãi. Nó xa vời hơn tôi yêu cầu rất nhiều. Chủ biên, anh có gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo tam quốc nữa ạ. Cô được phê chuẩn, bản kế hoạch lần này quả thật rất tốt. Có đủ thẳng thắn chưa hả? Thật sao? Cảm ơn anh, chủ biên. Tiểu Lam, bản kế hoạch lần này của cô vừa thời lượng vừa mới mẻ. Hơn nữa, còn phù hợp với thị hiếu đám đông. Tôi chuẩn bị tiến hành phổ biến nó thành hạng mục chủ chốt mới nhất. Hiện nay trên các kênh truyền hình có rất nhiều chương trình truyền hình thực tế rất hot. Tên gọi cũng rất đặc sắc, như Bố ơi mình đi đâu thế, Running Man. Mẹ hãy nghe con nói, chúng ta hoàn toàn có thể làm một chương trình giống như vậy. Tên gọi tôi cũng nghĩ xong rồi. Đó là Chị Dâu, Anh Trai Đâu Rồi. Chủ biên, tôi sẽ nỗ lực hết mình. Nhưng người dẫn chương trình của chuyên mục truyền hình thực tế ngoại hình vô cùng quan trọng. MC xuất hiện trong chuyên mục thời thượng này của chúng ta, tôi sẽ chọn một trong hai người là cô hoặc Kỳ Kỳ. Thiên Nhi à, quyết định này của em thật là đúng đắn. Sinh thì dễ nhưng nuôi thì khó. Trước mắt chúng ta đã tính sổ xong món nợ này. Nhưng đứa nhỏ thì ngày một lớn lên, cũng tức là tiền chúng ta chi sẽ nhiều hơn. Đâu còn là sinh con nữa. Vốn là sinh cha mà, mới nghĩ thôi đã đáng sợ rồi. Anh có biết cờ vua mạng chết thế nào không? Chết thế nào? Bị Lữ Tú nói tức là chết đấy. Mời người tiếp theo. Thiên Nhi à, hãy tin anh. Làm thế này cũng vì muốn tốt cho em và anh thôi. Quan trọng là tốt cho cả hai. Đứa nhỏ bạc mệnh, thiếu cha thiếu mẹ, đầu thai nhầm. Lần sau đầu thai nhất định phải nhìn xa một chút, chọn đúng gia đình. Cùng nghĩ kỹ chưa?
Lam Thiên, anh muốn đứa con, anh muốn con của anh. Lam Thiên, em nghe thấy anh nói không? Cùng lắm thì em sinh rồi anh nuôi. Anh muốn giữ đứa con, em nghe thấy không? Lam Thiên ơi! Anh muốn giữ đứa bé. Lam Thiên à, anh muốn giữ lại con của anh. Lam Thiên, anh muốn giữ đứa bé. Anh muốn giữ đứa bé. Biến thái, cậu cũng đang giả gái, cậu diễn cái quái gì đây chứ? Anh đang diễn cái quái gì thế hả? Mất con rồi. Nói theo thành ngữ quê tôi là đứa nhỏ chưa kịp uống sữa. Đừng có nói mấy từ này được không? Đừng khóc nữa. Trời hết phấn bây giờ. Chúng ta đang diễn đấy. Tôi nói anh nghe này, sau khi về nhà tuyệt đối không được kể chuyện này cho Quốc Tử đấy, biết chưa? Tôi đã nói với cô ấy rồi. Anh đang dẫn kẻ chết chắc đấy à? Tôi sai rồi. Tôi không nói nữa, được chưa? Được rồi, không nói nữa. Người anh em à, tôi khuyên một câu này. Anh và Lam Thiên kiên quyết đoạn tuyệt. Người chết rồi không thể sống lại. Tôi không nói từ chết nữa, không nói nữa. Anh đừng khóc nữa. Cắt. Anh bị cái gì thế? Chúng ta đang đóng phim hài, sao anh lại diễn chuyện tình Lưu Sơn Bá cho anh ngài ở đây? Cười lên cho tôi. Đạo diễn yên tâm, đạo diễn yên tâm. Diễn lại lần nữa. Diễn lại lần nữa. Em đến tìm anh đấy chứ? Tôi tìm anh đấy. Tôi không thể đến đây vui vẻ được sao? Tôi đến nói lời tạm biệt tuổi trẻ của mình có liên quan gì đến anh? Em mới làm phẫu thuật, sao có thể đứng nơi này chứ? Anh buông tôi ra, để anh đưa em về. Anh buông tôi ra, tôi không cần anh quan tâm. Bỏ ra, em hãy nghe lời anh về nhà đi. Bỏ tôi ra, không thì tôi cắn anh bây giờ. Hoàng Đấu, anh làm gì thế? Về nhà sao? Về nhà của ai? Cô ta là ai? Cô ấy là em dâu của em. Vậy cô ta là ai hả? Tôi là chị dâu trước kia của cô đấy. Chỉ là tình cờ trùng hợp thôi.
tránh qua một bên. Hằng đã qua sử dụng như cô, tôi không ngờ cô còn muốn quay lại lần nữa. Cô à, chú ý cách ăn nói dùng từ đi. Bà thím à, tôi đã chú ý cách dùng từ rồi. Tôi thay đổi khẩu vị bạn trai của mình thì có liên quan gì đến cô? Vậy bà thím này và ông chú của cô đã bên nhau được hơn 300 ngày, trong khi đó cô và anh ta chỉ quen nhau mới 30 ngày. Với tần suất của anh ấy, hai người làm tình chưa quá 30 lần đâu. Ai nói chứ, chúng tôi làm một ngày 6 lần đấy. Cái này mà em cũng nói ư? Không phải, không thường xuyên đâu. Không phải anh nói muốn đưa tôi về sao? Có được cơ hội ngàn năm có một này, anh phải đưa tôi về đi. Này, cô muốn hơn thua với tôi phải không? Là cô muốn đối đầu với tôi mà, muốn đánh nhau sao? Bà thím này sợ cô chắc. Đừng cãi nhau nữa, im lặng. Mở. 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 Đấu đấu bé bỏng ơi, em làm gì vậy? Đừng kích động, đừng kích động. Em muốn. Đừng, đừng mà. Em muốn. Đừng, dừng lại đi. Trong nhà còn có người đấy. Nóng quá. Bà thím mà, em đưa gọi mà. Đây không phải là nhà em đâu. Em muốn nôn. Đợi một chút. Em muốn uống nước. Nước đây. Ôi, nhiều nước quá. Cái này không được. Nóng quá. Tôi nướng hai quả thận lớn để bồi dưỡng cho anh đấy. Tôi không đến được. Thực ra tôi muốn hỏi anh là làm thiền thế nào rồi? Một mớ hỗn độn, cô ấy đang ở bên cạnh tôi này. Vậy còn Phúc Tử đâu? Cũng đang bên cạnh tôi luôn. Vậy anh thì sao? Tôi đang ở trên giường. Ba người các anh làm thế nào mà người cũ người mới đều ở chung trên giường chứ? Tôi không có thời gian để nói chuyện với anh. Vậy anh càng phải qua đây. Tôi nướng thêm hai quả thận nữa cho anh. Ăn càng nhiều thì càng bổ dưỡng. Anh tự ăn đi, tôi đang bận, không nói nữa. Này, phục vụ, cho tôi 6 quả thận. Bà thím mà, sao em lại ngủ như vậy? Uống đến đồng nỗi này. Thật phí công. Hoàng đấu. Trước kia mỗi lần cãi nhau với anh, em đều mắng mỏ bảo anh đi. Nhưng lần nào anh cũng trở về tìm em. Em nói cái gì anh cũng không tính toán với em. Nhưng tại sao lần đó anh lại làm thật hả? Hoàng đấu, sau khi anh đi, ngày nào em cũng không có ai để trò chuyện.
cô đơn lắm. Ngày hôm đó mưa rất to. Lần đầu tiên em đi tìm anh, nhưng em không tìm được anh. Anh không quay lại nữa. Đả đảo phát xít Nhật, trả đất nước lại cho chúng tôi. Chấn hưng Trung Hoa. Đả đảo phát xít Nhật, chấn hưng Trung Hoa. Bẩn quá, anh nói thử xem sao dạo này phim chống Nhật nhiều thế không biết. Mấy tên Nhật đó dễ chết vậy sao? Một ngày giả chết không biết bao nhiêu lần, ngay cả kịch bản cũng chẳng nói gì. Thôi, kiếm được tiền là tốt rồi. Giả chết một lần được 300 tệ, 10 lần được 3.000 tệ. Diễn viên mà, anh đâu có quyền được chọn vai. Được rồi, phim là ưu tiên hàng đầu. Phải rồi, 6 quả thận được tối qua lấp đầy bao tử của tôi, nên tôi thức cả đêm và hồi hộp muốn biết tối qua anh lên giường với hai cô ấy thế nào. Ác mộng, sống không bằng chết. Ác mộng cái gì chứ? Thôi nào anh bạn, có người đàn ông nào không muốn làm tình tập thể chứ? Đừng nói nữa. Tình cũ và tình mới, oan gia ngõ hẹp gặp nhau, người đàn ông nào muốn chuyện này xảy ra chứ? Cái này gọi là vận đào hoa. Chỉ cần hàng bán chạy như anh đây thì mới có chuyện như vậy. Tình cũ tình mới cách nhau mười mấy năm, gặp nhau đâu phải chuyện dễ dàng gì. Cao Thúc à, đừng nói bóng gió nữa. Nói thật, anh là người có kinh nghiệm. Phụ nữ sau khi làm phẫu thuật nên bồi dưỡng như thế nào? Đơn giản lắm. Đầu tiên về mặt tâm lý và ăn uống. Nói về ăn uống thì phải ăn cháo trắng, cháo đậu đỏ. Anh gửi mấy chú ý này vào điện thoại cho tôi để tôi biết. Mà dành nửa tháng chăm sóc cho Lam Thiên. Anh điên à? Sống ở thành phố này, Lam Thiên chỉ có tôi là người thân thôi. Sao tôi có thể bỏ mặc cô ấy lúc này được? Tôi còn có lương tâm không chứ? Nói theo tục ngữ là một ngày yêu nhau tình nghĩa trăm năm, mặc kệ cô ấy có cho phép hay không. Nhưng còn Quốc Tử thì sao? Anh cứ nói là tôi đi đóng phim của giám đốc Lam, tôi phải vô đoàn nửa tháng mới đẩy nhanh được tiến độ. Lỡ bại lộ thì sao? Hay nói là quan hệ tập thể nên bị bắt? Anh uống quá chén này. Hai người các anh đừng nói chuyện nữa. Cảnh tiếp theo là đánh chén nữa đấy. Mau chuẩn bị đi. Được rồi, chuyển phát nhanh. Nhà chị Lam Thiên phải không? Hàng chuyển phát nhanh của chị, xin ký nhận ạ. Nhân viên công ty chuyển phát nhanh nào vậy? Sao cái gì cũng làm cả vậy? Chị nói xem họ được đánh giá 5 sao thì thưởng bao nhiêu tiền đấy chứ? Xong rồi, cảm ơn anh. Chị cũng đánh giá 5 sao cho em được không? Ngành này dạo này cạnh tranh khốc liệt lắm. Đủ rồi đấy, diễn xong chưa? Đồ đạc tôi đã nhận được rồi, anh có thể đi đi. Anh không đi, 15 ngày tới anh sẽ ở đây. Anh điên à? Bây giờ anh điên nên phải chăm sóc cho em. Em yên tâm, không có bất cứ ý nghĩa nào khác đâu. Em khỏi bệnh rồi anh mới đi. Tôi không cần, cần quá đi chứ. Anh phải chăm sóc cho em một ngày ba bữa, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, chuyện gì em cũng làm. Vậy chẳng phải là làm bảo mẫu không công hay sao? Em nói đúng rồi đấy, giờ anh phải đi làm rồi. Hoàng Đấu Thối, chuyện gì? Xảy ra chuyện gì thế? Bồn cầu nghẹt rồi, để anh xem thử. Mở nắp ra. Nhớ kỹ thông bồn cầu phải thông cho thật sạch biết không? Tôi đã nói với anh rất nhiều lần, mỗi lần thông phải dọn sạch sẽ một lần. Nhưng anh chẳng bao giờ nghe lời tôi gì cả, làm vấy bẩn khắp nơi. Tại sao anh lại ở dơ như vậy chứ? Hoàng Đấu Thối, đây là cái gì? Nói cho anh biết, tôi ghét nhất là có tóc trên giường, có 3 sợi tóc đây này. Không được động vào, rửa tay đi, tránh ra. Mình bẩn như vậy sao? Anh chạm vào này, chạm vào này. Em nhìn thấy không hả? Sao thế? Tiêu rồi. Tiêu cái gì? Công sức của tôi mất trắng rồi. Uống miếng nước đi. Tôi đã hứa với chủ biên là tôi phải giảm cân. Điện thoại của tôi đâu?
Đây này. Tiêu rồi, sao mình lại thành ra nông nỗi này chứ? Lam Thiên à, em không khỏe chỗ nào cứ nói với anh. Sao vậy? Điện thoại tôi đâu? Chán ăn, tâm trạng thất thường, lặp lại hành động. Mặt mày u ám. Bà xã ơi, đừng mà, mau lên bờ đi. Con gái à, quay lại, đừng làm vậy. Mau lên bờ đi, con đừng chết mà. Quay lại đi. Cắt. Diễn như thế nào đây? Vợ anh muốn tự tử nên chú ý biểu cảm. Biểu cảm. Vợ anh muốn tự tử mà. Tự tử. Diễn lại lần nữa. Diễn lại lần nữa. Chú ý biểu cảm. Vợ muốn tự tử. Tự tử. Diễn lại lần nữa. Cúc Tử có gọi điện thoại cho anh chưa? Gọi rồi. Tuyệt đối phải giữ kín. Tôi có cảm giác Lam Thiên sắp xảy ra chuyện rồi đấy. Sao vậy? Có thể là sau khi Lam Thiên mất con, cô ấy trầm cảm, có cảm giác tự trách mình. Tôi phát hiện cô ấy đã lén mua một con búp bê, còn mua rất nhiều quần áo em bé. Hành vi rất khác thường. Tôi tra trên mạng thì giống hệt triệu chứng của bệnh trầm cảm. Không xong rồi, không xong rồi, anh sắp tiêu đời rồi đấy. Đó gọi là chứng trầm cảm sau sinh. Chứng trầm cảm đấy, anh biết không? Cô diễn viên họ Trương gì đó đã nhảy lầu tự tử vì chứng trầm cảm này đấy, anh biết không hả? Chuyện này tuyệt đối không thể sơ suất. Làm không xong là hại người như chơi đấy. Diễn lại lần nữa. Vậy tôi phải về trước. Về gì mà về, đang quay mà. Phim là ưu tiên hàng đầu. Phim là ưu tiên hàng đầu. Đạo diễn đã nói cái gì với tôi vậy? Nhớ kỹ, vợ anh muốn tự sát, chú ý cảm xúc. Vợ muốn tự tử. Quay thôi. 3, 2, 1. Diễn. Bà xã ơi, con gái, đừng chết. Lam Thiên, Lam Thiên, Lam Thiên, đừng mà. Dọa mình sợ chết khiếp đi được. Mới tầng trệt thôi mà. Lam Thiên à, xin em đừng chết. Em không sao chứ? Em yêu à, bữa sáng tới đây. Sao anh lại về? Anh nhớ em nên anh về thăm em. Mặt anh bị làm sao vậy? Chưa tẩy trang, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Đấu đấu bé bỏng à, em nhớ anh lắm. Anh cởi đồ ra rồi ngủ với em một chút được không? Không được, tổ phó chỉ cho anh nghỉ một tiếng đồng hồ. Họ đang đợi anh, anh phải quay lại đó ngay. Đây là món bánh bao tôm mà em thích ăn nhất đấy. Anh phải đi rồi, anh ngủ với em một lát đi. Em ăn sáng đi, anh đã mua món bánh rán em thích ăn nhất đây. Nào. Không phải đây là bánh tôm sao? Bánh rán trái cây bán hết rồi, chỉ còn lại bánh bao tôm thôi. Em ăn mau đi. Không thích ăn bánh bao tôm, em không ăn thì để đó anh ăn. Muốn hồi phục sức khỏe phải bổ sung vitamin. Nào, vitamin đấy. Tôi vẫn khỏe mạnh mà, phiền chết đi được. Sáng nào cũng lải nhải bên tai người ta, cúc cù cúc cù. Cô ấy không uống thuốc phải làm sao bây giờ? Làm gì vậy? Nên uống sữa trước khi đi ngủ. Tôi không muốn uống sữa. Sữa ngon sẽ giúp ngủ ngon hơn, bổ sung canxi và làm đẹp. Đặc biệt rất tốt cho da, giúp da săn chắc, láng mịn. Dừng lại. Vậy chẳng phải là uống thuốc rồi sao? Đâu có quá liều đâu. Sao lại nôn nhỉ? Uống sạch sẽ rồi mà. Hoàng đấu thối. Có chuyện gì?
Bên ngoài mưa to quá. Anh ngủ ở đây đi. Em mới làm phẫu thuật. Hai chúng ta đã chia tay. Làm như vậy không hay đâu. Nào, ngủ. Em làm gì vậy? Anh tính làm gì? Chẳng phải em nói ngủ cùng anh sao? Tôi bảo anh ngủ dưới sàn đấy. Sấm sét lớn thật đấy. Hoàng đấu thối. Hoàng đấu thối. Tôi đi mua đồ ăn. Anh lên giường nằm đi. Dậy đi. Thiên Nhi à, tối qua anh kiệt sức rồi. Anh buồn ngủ lắm. Em để anh ngủ một lát đi. Hoàng đấu, anh thức dậy cho em. Công tử, sao em lại ở đây? Em còn chưa hỏi anh là tại sao anh ở đây. Sao anh lại nằm ở trên đây nhỉ? Làm thế nào em tìm được chỗ này? Anh bật định vị trong điện thoại mà. Lam Thiên đâu? Chả trách anh nói nào là đi quay cho phim của giám đốc Lam. Phải ở trong nhóm để thúc đẩy tiến độ. Hôm nay em phải đánh chết anh. Công tử à, em dừng lại đi. Anh đứng lại đó cho em. Em nghe anh giải thích đã nào. Giải thích? Anh muốn giải thích cái gì? Hai người đã ngủ với nhau. Hai người cứ tiếp tục đi. Trời ơi, chỗ nào cũng đầy lông thế này. Lam Thiên à, không phải để em nghĩ đâu. Hoàng đấu, em nhìn em xuống thế nào khiến người khác hiểu lầm kia. Anh qua đây cho em. Anh bệnh à? Cô nói ai bệnh hả? Tôi thấy cô mới là bệnh đấy. Em nói đúng đấy, cô ấy thật sự có bệnh. Em không thấy cô ấy không bình thường à? Em thấy hai người mới là không bình thường đấy. Đây là thuốc mà ngày nào anh cũng cho cô ấy uống. Thuốc chuyên trị bệnh trầm cảm. Anh lại gạt em nữa chứ gì? Cô ấy mắc chứng trầm cảm sau khi làm phẫu thuật. Dễ nổi nóng, cáu gắt, ám ảnh cưỡng chế hay quên, nhạy cảm. Em nhìn xem, cô ấy đang nói chuyện một mình kìa. Vừa nãy mới mua về còn để ở đây mà. Điện thoại mình đâu rồi ta? Hay là nấu cơm trước? Nghe nói bệnh trầm cảm nặng là sẽ tự tử đấy. Điều anh sợ chính là vậy. Nếu không phải liên quan đến mạng người thì anh gạt em làm gì? Qua đây anh cho em xem. Nhìn thấy chưa? Thô bạo, dễ nổi nóng. Cần phải ổn định tâm trạng của cô ấy. Tuyệt đối không để cô ấy phải chịu kích động. Trước kia em từng gây kích động cho cô ấy mà. Em phải chuộc lỗi đi. Em chuộc lỗi sao? Anh thấy kỹ năng diễn xuất của em rất tốt. Em phải tin tưởng mình. Em là giỏi nhất. Không được đâu. Mau, đi mau lên. Chị Lam Thiên. Chị Lam Thiên, em hiểu rồi. Chúng ta đều là phụ nữ. Chúng ta đều là phụ nữ. Chị nói xem, cùng là phụ nữ hà cớ gì phải gây khó dễ cho nhau chứ. Chúng ta là chị em tốt mà. Là do trước kia em không tốt. Chị tha lỗi cho em. Ừ, tha lỗi, tha lỗi. Hoàng đấu, Hoàng đấu à, tôi không gọi điện thoại cho anh được. Đại sự không hay rồi. Cúc tử đã biết hết tất cả rồi. Đang trên đường đến đây đấy. Mau chạy đi. Suy nghĩ gì mà suy? Tôi đang nói chuyện với anh mà. Tôi nói anh nghe, nếu Cúc tử hỏi đánh chết cũng không thể thừa nhận. Chỉ cần ba người các anh không ở cùng nhau thì mọi thứ sẽ... Thơm quá. Thơm lắm à? Để thử xem nào. Được rồi. Ngon lắm. Ngon lắm à?
chị cũng nấu ăn được mà. Họ đang... Hai người họ... Tôi biết, tôi hiểu rồi. Tôi nhìn thấy hết mà. Ba người cùng nhau. Hấp tuyệt quá còn gì. Thật không thể tin được. Anh hiểu lầm rồi. Người anh em, tôi sắp yêu anh mất rồi. Bảo trọng nhé. Căn bản là em đã ổn định tình hình của cô ấy. Anh xem cô ấy đang nấu canh kìa. Vậy anh cứ tiếp tục đi, em đi trước đây. Quốc Tử à, vất vả cho em rồi. Đầu đầu bé bỏng mà, em biết em đã làm khó anh mà. Lam Thiên à, ngày nghỉ của cậu mình đã nói chủ biên rồi. Mình nói là cậu về quê thăm người thân. Cậu cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi nhé. Còn nữa, mình cũng giúp cậu chào hỏi biên tập và lão Hữu rồi. Bạn thân à, không cần cảm ơn. Lam Thiên à, mình nghe nói cậu và Hoàng Đấu tái hợp phải không? Kinh nghiệm tổ tiên nói với chúng ta rằng anh ta không muốn tái hợp với cậu đâu. Hoàng Đấu, Lam Thiên. Thiên Nhi à, em không sao chứ? Em sao thế này? Bị trượt chân. Để anh dìu em. Đừng động, đừng động vào. Em đau à? Không khỏe chỗ nào? Để anh nghe điện thoại đã. Alo, Quốc Tử, cứ từ từ. Em xảy ra chuyện gì đấy? Gặp phải lừa đảo. Em đang ở đâu? Ừ, anh đến liền, em đừng lo. Quốc Tử gặp chuyện, em phải đi một lát. Tôi muốn đi bệnh viện. Đâu có nặng gì đâu, đi bệnh viện làm gì? Tôi muốn đi bệnh viện xem thế nào. Ừ, để anh dìu em trước. Nào, từ từ. Cẩn thận, cẩn thận. Em đứng được không? Cô đưa tiền cho tôi. Cô không được đi. Tôi không có tông anh ta. Không làm gì sao anh ta lại nằm trên đường chứ? Bọn người các người chính là như vậy. Là anh ta ngã trước. Các người là bọn lừa đảo. Đừng tưởng tôi không biết. Ai lừa đảo cô chứ? Đền tiền đi. Khi nãy tôi không cẩn thận bị trượt chân. Thiên Nhi à, anh có chuyện phải đi trước. Em cứ khám bệnh đi nhé. Tạm biệt bác sĩ. Bác sĩ Tôn à, khi nãy tôi không cẩn thận bị trượt chân. Bụng đau lắm. Tôi lo sẽ xảy thai. Anh kiểm tra giúp tôi xem. Cô đừng lo, chúng tôi sẽ kiểm tra cho cô trước. Được được, đừng xảy ra chuyện gì nhé. Em có sao không? Xin lỗi, anh đến trễ. Chúng ta đi thôi. Làm Thiên không có ai bên cạnh. Được, Làm Thiên không có ai bên cạnh. Vậy em có người bên cạnh sao? Không phải, không phải. Mấy ngày nay anh chạy tới chạy lui giống như con quay. Thật sự là anh không chăm sóc tốt cho cả hai. Em thông cảm cho anh nhé. Được rồi, em thông cảm cho anh. Nên sau này anh không cần chạy tới chạy lui nữa. Chúng ta chia tay đi. Quốc Tử, Quốc Tử. Lúc anh tặng em đôi giày này, em không mang vừa. Đáng lẽ em không nên mang nó mới phải. Quốc Tử. Tim thai là 114, phát triển khỏe mạnh, trước mắt không có vấn đề gì. Sau này cô nhớ quay lại làm kiểm tra, biết không? Vâng, cảm ơn bác sĩ. Sao anh lại trở lại đây? Anh không trở lại làm sao biết được em gạt anh? Tôi đâu có gạt anh. Chẳng phải em đã phá thai rồi sao? Bác sĩ Tôn à, tôi đi trước đây, cảm ơn anh. Em nói anh nghe xem nào. Có gì hay ho để nói đâu. Nửa tháng nay em coi anh là trò đùa. Em thấy hả dạ chưa? Ai đùa anh? Tôi không có ép anh. Là anh tự nguyện đến nhà làm bảo mẫu cho tôi, chăm sóc tôi được chưa? Anh cam tâm tình nguyện làm nô bộc cho em. Anh đừng nói khó nghe như vậy được không? Anh làm nô bộc cho ai hả? Anh không giống nô bộc hay sao? Giấu giếm bạn gái chăm sóc cho em, lừa dối cô ấy, nói anh vào đoàn phim mới, sợ em mất ngủ. Cả đêm anh không ngủ được cứ trông coi em, sợ em trầm cảm. Cách gì anh cũng nghĩ ra được. Anh sắp trầm cảm luôn rồi. Mới vừa nãy đấy, để đưa em vào bệnh viện, bạn gái bị ức hiếp ngoài đường. Anh chỉ biết nhìn mà không thể giúp được gì cô ấy. Anh cứ nói dối miết thôi. Cuối cùng bị bạn gái chia tay. Bệnh trầm cảm là giả, phá thai cũng là giả.
Tôi chưa nói với anh là tôi mắc bệnh trầm cảm. Tôi cũng đâu có nói với anh là tôi đã làm phẫu thuật đâu, phải không? Được rồi, nói chuyện với em giỏi hơn, được chưa? Anh là thằng đần, được chưa? Hoàng Đấu à, lúc đầu em không có ý gạt anh. Nếu chúng ta có hiểu lầm gì thì em chỉ có thể nói xin lỗi. Em xin lỗi. Bác sĩ Tôn, bác sĩ Tôn à, tôi năn nỉ anh, nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện này là thế nào. Được rồi, tôi nói cho anh biết. Người phụ nữ hoàn hảo là khi họ có con. Vậy là có ý gì? Đợi đã, lần sau tôi có thể mang thai không? Tôi đã nói rồi, cổ tử cung của cô rất mỏng. Nếu là phẫu thuật phá thai thì xác suất mang thai lần tiếp theo là cực kỳ thấp. Vậy tức là đứa bé này là cơ hội duy nhất để tôi được làm mẹ trong cuộc đời này ư? Về mặt lý thuyết có thể hiểu là như vậy. Bác sĩ Tôn, tôi muốn giữ đứa bé này lại. Tôi muốn là một người phụ nữ hoàn hảo. Gần đây anh cứ hay phiền muộn, trong lòng còn rất hoang mang, không biết là vì nguyên nhân gì. Nhưng giờ thì anh đã rõ tại sao rồi. Hóa ra anh và con trai gặp nhau đã được nửa tháng nhưng vẫn chưa giới thiệu chào hỏi nhau. Chắc là nó giận anh lắm. Tiểu Hoàng Đấu à, cha sai rồi, không chăm sóc tốt cho con và mẹ con. Tha lỗi cho cha được không con? Cái gì? Con nói nhỏ à? Ừ, được rồi. Con bảo anh chuyển lời đến em, đừng đau buồn mà tổn hại đến sức khỏe. Em xem em kìa, lại khóc rồi. Khóc cái gì? Ai khóc chứ? Tôi cắt hành nên mới bị cay mắt thôi. Em nhắm mắt lại đi. Anh muốn làm gì? Nhắm mắt mau lên. Sau này không được phép nhìn anh quá 3 giây. Người ta nói khi mang thai nhìn người nào là sau này con lớn lên sẽ giống người đó đấy. Về phòng soi gương đi, đánh đấu cho. Đúng là không thể mở mắt mà. Nhìn gì vậy? Đâu có, đâu có nhìn gì đâu. Ngồi nhích qua một bên. Như vậy thật không hay chút nào. Điện thoại của em đâu rồi? Hay là chúng ta nói chuyện nghiêm túc với nhau đi. Làm cha mẹ đứa nhỏ có cần phải xác nhận lại mối quan hệ này của hai chúng ta không? Quan hệ gì? Một không gian khép kín, cô nam quả nữ, trai tài gái sắc. Chúng ta phải xã giao trước.
Cô nam quả nữ cái gì? Trong mắt em bây giờ, anh không có giới tính đấy, anh biết không? Đó là thứ dễ gây kích động của con người. Em thấy tên của chúng ta không hợp. Hoàng đấu Lam Thiên, anh có đấu thế nào cũng không thể đấu nổi trời. Anh thấy cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Em nhớ châm ngôn của anh là không dây dưa mà đúng không? Anh còn một châm ngôn nữa là quay đầu là bờ. Em không phải là loại cỏ thông thường, em là trùng thảo, hơn nữa còn đang mang thai. Nó động đậy kìa. Em cũng cảm nhận được đấy. Con trai ơi, sao lại im lặng rồi? Hay là ngủ rồi? Tiểu Hoàng đấu, con ngủ à? Nói nhỏ một chút thôi, cha sẽ ngủ với con, được không? Mày nói xem, tại sao tao bây giờ lại không bằng tình cũ của anh ấy chứ? Tao có gì không tốt? Rốt cuộc là phải sửa cái nào đây? Hiền Hiền à, chỉ trong một ngày mà cậu mang nhiều đồ như vậy à? Phải để hai người trải nghiệm cảm giác có con chứ. Mình phải nói với hai cậu một chút. Sữa này uống sau bữa sáng, trước bữa trưa, nhất định phải nhớ kỹ, phải cho chúng nó uống sau bữa tối. Sau đó rót nước đến vạch 45, rồi thêm nửa muỗng sữa bột, xong rồi lắc nó lên như thế này. Sau đó cho thêm nước vào. Nhớ kỹ, không được dùng nước quá nóng. Còn trái cây thì táo, chuối, cả hai đều được. Nhưng trái cây không thể cứng quá. Chuối nên ăn lại mềm một chút. Những đồ dùng khác như gối, quần áo, đồ chơi mình đều để ở đây. Đồ ăn thì đơn giản hơn. Bánh mì, trứng, rau đều được. Nhớ kỹ, phải thái nhỏ rau, rồi trần qua một chút. Nếu không thì chúng không nhai được đâu. Dễ không? Dễ lắm. Cho tôi hỏi một chút, hai đứa nhỏ này có quậy không? Yên tâm đi, hai đứa này ngoan lắm. Nào, qua bên đó thưa chú đi. Chào cô, chào chú. Ngoan quá, còn dễ thương nữa. Cưng quá. Con muốn chạm sừng tê giác, liệu còn khó quá, khổ sở chết đi được. Hoàng đấu, anh hối hận khi có con à? Không có đâu, tiểu bảo bối dễ thương à, chúng ta đi thôi. Hoàng Xiao Đậu. Tiểu Hoàng đấu à, cha hát ru cho con nhá, chịu không? Con muốn ăn gì nào? Có phải muốn ăn bánh snack không? Nào, cái này cho con, được chưa? Ăn cái này đây. Bé con à, cha ơi, sao còn có con ngoại quốc nữa? Cha ơi, con không phải là con ngoại quốc, con muốn uống sữa. Sữa, sữa. Trời ơi, may mà chỉ nằm mơ. Hoàng đấu, Hoàng đấu à, em biết anh dạo gần đây chịu nhiều áp lực. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Anh trước kịp chuẩn bị tâm lý. Người ta nói không được quan hệ trong thời gian mang thai. Ai nói chứ? Chẳng phải từ điển nuôi con có nói rồi sao? Phải chú ý 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Người ta đâu có nói là cấm quan hệ. Anh làm sao vậy? Không thoải mái à? Anh buồn tiểu, anh phải đi xả gấp. Hoàng đấu thối, anh muốn làm gì? Em chỉ muốn anh ngắm bộ nội y em mới mua thôi mà. Phim cầu hôn trên du thuyền. Phải rồi, còn có một cảnh hôn. Nữ chính rất xinh đẹp. Anh không có lỗ đâu. Cảnh hôn sao? Vậy có được không? Được, ông chủ đã chọn anh. Không được, phim là ưu tiên hàng đầu. Ông chủ đã chọn rồi sao? Được, tôi biết rồi, tôi đến liền. Ừ. Cái này, cái này. Không được, không được.
Đồ công sở của em đều không mặc vừa. Anh phải đi gấp. Bát canh này nhân nó còn nóng, em hãy uống đi. Em không uống, không uống. Ngày nào anh cũng bảo em uống canh. Anh sắp biến em thành mẹ heo rồi đấy. Anh có thấy heo mẹ làm MC cho chương trình du lịch chưa? Mấy cô MC, cô nào cô nấy đều gầy như nhau, không đẹp, mập mới đặc biệt, rất hợp với em. Nhìn mặt em như nhỏ lại. Ngoan, anh đi trước đây. Vậy em phải làm thế nào? Là em à? Sao lại không thể là em chứ? Cao đại thượng, anh chuyên nghiệp một chút đi có được không? Đây là phim điện ảnh mini đầu tiên mà công ty chúng ta đầu tư thực hiện. Anh nhất định phải diễn thật hay đấy. Các bộ phận chuẩn bị. Chuẩn bị, sẵn sàng chưa? Được rồi, máy quay. Chuẩn bị. Diễn. Anh đã đợi ngày này rất lâu. Lấy anh nhé. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Cắt. Tốt lắm. Chúng ta chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Hoa Tử là nữ chính, cô ấy đầu tư phim này, sao anh không nói tôi biết trước? Cô ấy đâu có cho tôi nói. Cô ấy nói muốn cho anh một bất ngờ. Quan hệ giữa hai chúng tôi anh không rõ hay sao? Cô ấy không cho anh nói thì anh không nói à? Chẳng phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Hơn nữa người yêu cũ trở thành người yêu hiện tại, người yêu hiện tại trở thành người yêu cũ, điểm giống nhau đều là bạn gái cũ, khác nhau gì đâu. Được rồi, đón tiếp thôi. Quay tiếp nào. Bước lên cân đi. Oh my god. Ôi trời. Tôi đã nói ngoại hình rất quan trọng. Cô thật sự nghe lời tôi mà tăng thêm 5 cân à? Là tôi nói sai hay cô nghe sai hả? Sáng nay khi vừa ra khỏi nhà, uống thêm một miếng nước nên mới tăng cân. Chủ biên à, nếu một người phụ nữ ngay cả cân nặng của mình mà cũng không thể kiểm soát thì làm sao có thể kiểm soát được tình hình thế giới bên ngoài chứ? Lam Thiên à, chẳng phải tôi đã nói tôi không bao giờ cho phép cân nặng của mình được vượt quá 2 con số. Đúng đúng, cho nên số lượng bạn trai của cô chưa bao giờ dưới 2 con số. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi thả mặt như heo cũng không gầy như gà đâu. Được rồi, đừng ngồi nào nữa. MC của chương trình này sẽ do Kỳ đảm nhiệm. Hai người các cô ra ngoài đi. Đây là 1 triệu, coi như em đền bù cho anh. Anh không cần, anh cứ giữ đi. Anh sống chung với cô ấy không phải vì đứa con sao? Anh muốn có con, em cũng có thể sinh cho anh mà. Lẽ nào 1 triệu này không đủ sao? Cô ấy cần cái gì em có thể đền bù cái ấy được chứ? Anh hãy cầm đi. Quốc Tử, em hiểu lầm rồi. Anh và Lam Thiên quay lại với nhau không chỉ vì đứa con. Vậy thì vì cái gì? Cô ấy hợp với anh hơn. Thế còn em thì sao? Phải nói thế nào bây giờ? Giống như đôi giày này, ngay từ đầu đã không vừa chân. Để nó trong tủ giày của em nó cũng không đẹp mắt. Nhưng anh đã dùng tiền công đóng 3 bộ phim để đổi nó. Bây giờ thì vừa rồi. Chẳng lẽ em lại vứt nó đi lần nữa sao? Nó cũng hoàn hảo rồi mà. Quốc Tử à, anh xin lỗi, không thể ở bên cạnh em. Anh hy vọng em sẽ sống tốt. Hoàng Đấu, anh đang ở đâu?
Nhi, em đói chưa? Anh về rồi này. Thiên Nhi. Hoàng Đấu, đây là lần thứ hai chúng ta chia tay. Em tưởng lần này quay lại anh sẽ trở thành một người mới, nhưng thực tế chứng minh em lại một lần nữa mắc sai lầm. Lúc anh mang toàn bộ số tiền dành dụm của chúng ta mua cái máy chụp hình bằng phim vô dụng đó để thực hiện lý tưởng hoang đường của mình mà bỏ qua việc cho em một đám cưới. Lẽ ra em không nên tin tưởng anh nữa. Lúc anh nói khi khó khăn nhất vẫn luôn sát cánh cùng em, đáng lẽ em không nên ôm mộng tưởng với anh. Tốc độ trưởng thành của anh không theo kịp tốc độ phát triển của con. Em không thể đợi được nữa. Nhưng anh yên tâm, em đã có kế hoạch rõ ràng và hoàn hảo trong tương lai của em và con. Nhưng đáng tiếc là không có anh trong đó. Cuộc đời của anh sau này sẽ không thấy Lam Thiên này nữa. Nhưng em vẫn mong anh sống tốt. Tạm biệt anh. Không thể liên lạc được. Cô ấy đã tắt điện thoại, bỏ đi mà không nói một tiếng. Hai người không thể chia tay được đâu. Phải sống chung với nhau thôi. Đừng có hễ một chút là cãi nhau như trước kia. Cãi nhau tối ngày. Cãi cái quái gì chứ? Cãi cái quái gì chứ? Chúng tôi đâu có cãi nhau. Anh nói thử xem tôi có điểm gì không tốt. Cái gì cũng được. Anh nói tôi xem. Không cãi nhau, thậm chí còn chưa gặp nhau, chỉ để lại một lá thư. Nhìn điệu bộ này, hai người chia tay nhau là chắc rồi. Chia tay rồi. Chia tay hay không, anh cũng phải cho tôi biết lý do chứ. Tôi có làm gì không đúng, anh nói cho tôi biết đi. Cứ thế mà đi, còn mang theo con tôi nữa. Lẽ nào cô ấy đi bắt cóc trẻ em? Chắc là không phải như vậy đâu. Hôm nay Lam Thiên còn liên lạc với tôi. Anh xem, cô ấy còn like status của tôi này. Like đấy. Làm sao mà anh có thể đăng mấy thứ này chứ? Anh bảo tôi phải giải thích thế nào đây? Hay là để tôi giải thích với cô ấy? Không giải thích. Uống rượu thôi. Tôi xin lỗi. Đi nào, bảo bối. Chào chú Hoàng Đấu. Chào hai đứa. Anh Hiệt ra ngoài sao? Anh dậy rồi à? Anh nói cho tôi biết rút cuộc Lam Thiên đang ở đâu. Tôi không biết. Ngày nào anh cũng hỏi như vậy, có thấy phiền không? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là tôi không biết. Chắc chắn là anh biết. Xin anh hãy nói cho tôi. Nếu anh không nói với tôi sẽ ngủ ngoài cửa nhà anh cả ngày đấy. Ngủ được thì cứ ngủ. Dù anh có ngủ đây cả tháng, nhớ nộp phí cho tôi. Đi nào, bảo bối. Chị à, bạn gái em tên Lam Thiên. Ai là chị của anh? Tôi 9X mà. Chị 9X à, tôi và Lam Thiên đã qua lại hơn một năm. Sau khi chia tay, kết quả cô ấy mang thai, nên chúng tôi có quay lại với nhau. Mấy ngày trước cãi nhau, cô ấy bỏ đi để lại cho tôi một bức thư. Trên thư viết gửi Hoàng Đấu. Vậy là cô ấy đá anh lần thứ hai. Lần trước chia tay là vì anh lấy tiền đám cưới mua cái máy chụp hình bằng phim vô tích sự. Quận phim đã lỗi thời, còn mua máy chụp hình làm gì? Sao chị lại biết? Chị đã đọc bức thư à? Anh đã nói với tôi cả chục lần rồi đấy. Vậy thì Lam Thiên ở đâu? Cô nói cho tôi biết đi. Mình đã nói rồi sao? Phải, mình đã nói rồi. Hoàng Đấu.
Hoàng Đấu, đây là địa chỉ nhà bà ngoại của Lam Thiên. Nhưng cô ấy có ở đó hay không thì tôi không biết đâu nhé. Sao anh không nói sớm? Con thật sự phải đi sao? Con nghe ngoại nói mấy câu được không? Bà ngoại à, còn lỡ chuyến bay mất, chỉ hai câu thôi. Con đi như vậy là vì con nghĩ con sẽ quên được cậu ấy phải không? Nghe ngoại nói này, trong lòng con vẫn còn hình bóng cậu ấy, phải không? Ngoại à, trong lòng con chỉ có mình anh ấy, nhưng con không thể chịu anh ấy được nữa. Ngoại hiểu. Con đã chia tay cùng một người bạn trai tới 2 lần. Con không muốn thử lần thứ 3. Vậy là Hoàng Đấu, nó vẫn chưa chín chắn à? Cũng có, nhưng sự trưởng thành của anh ấy không nhanh bằng sự phát triển của đứa bé. Con không thể đợi được nữa. Đừng vội vàng, được không con? Nghe ngoại nói đây, một người đàn ông cần phải trông cậy vào lòng bao dung và sự dẫn dắt của người phụ nữ. Nhưng bà ngoại à, con cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Là bà ngoại phải không ạ? Con là Hoàng Đấu. Lam Thiên có ở đây không ạ? Không có. Vậy cô ấy ở đâu ạ? Tôi không biết. Cái này là bà ngoại tự tay đan đúng không ạ? Nhiều như vậy sao? Cho chúng con phải không? Cái này là 1 tuổi mới mặc. Mỗi cái là 1 tháng, tổng cộng có 12 cái. Những mũi đan chặt như vậy, bà phải tốn nhiều thời gian lắm đúng không? Muốn tốt với một người, trả bao nhiêu cũng vô giá. Con biết, con và Lam Thiên đã quen nhau hơn 1 năm, cũng tốn không ít thời gian và nỗ lực. Con đã tìm cô ấy được 1 tháng rồi đấy. Cậu đấy, chỉ một đêm là làm cha đứa bé, còn nó phải làm mẹ cả đời. Bà ngoại à, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Ngoại nói cho con biết cô ấy đang ở đâu, con nhất định phải đích thân nói với cô ấy. Con muốn dành cả đời chăm sóc cho cô ấy. Cậu muốn dành cả đời chăm sóc cho nó sao? Cậu nói thì hay lắm, nhưng cậu nghe tôi nói đây, trên thế gian giữa người với người thường gặp phải trớ trêu. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, có ước mơ để theo đuổi. Nhưng quay đầu lại nhìn thì người ấy lại lướt qua. Hai người chính là cuộc đời của nhau, chính là duyên phận. Phải phải, nhưng cô ấy đang ở đâu? Đi rồi, cậu đuổi theo đi, đuổi theo. Vậy cô ấy đi đâu? Đi Mỹ. Con biết rồi, cậu đi nhanh lên. Con cảm ơn bà ngoại. Sao bây giờ mới tới? Tôi nhận được điện thoại là chạy bán xong ban chết đến. Cú rẽ hồi nãy thế nào? Lên xe mau, đưa tôi đến sân bay, càng nhanh càng tốt. Phải rồi, xe này anh lấy ở đâu vậy? Xe đạo cụ của làm phim. Mấy ngày nay đang dĩnh ngọt xe, hay là tôi ngọt xe cho anh xem lần nữa? Đừng đừng, anh đang vội mà phải không? Chạy, đèn dưa hấu cho tôi. Sợ chết kiếp đi được. Anh làm gì vậy? Anh biết, hồi nãy đường rộng mà. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. May mà không sao.
phục cô ấy quay lại nhé. Nhất định phải thuyết phục được cô ấy quay lại. Cố lên. Cái gì? Bắt cóc? Phải, cô ấy bắt cóc con tôi. Con anh mấy tuổi? 5 tháng tuổi? Là trai hay gái? Cả hai. Cả hai sao? Không phải, là con trai. Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất. Lam Thiên, em ở đâu? Lam Thiên, ra đây cho anh. Sao em lại mang con của anh đi? Bắt cóc đấy. Tôi xin lỗi. Lam Thiên, em ra đây đi. Lam Thiên, anh tìm em làm gì? Cô ấy đã bắt cóc con của anh sao? Đúng vậy, chính là cô ấy. Đứa nhỏ đâu? Anh đừng vội, đợi tôi hỏi cô ấy xong đã. Lam Thiên, anh đã tìm em suốt cả tháng nay. Em và con không ở bên cạnh anh. Thế giới của anh sụp đổ hoàn toàn. Em nói người như anh không có trách nhiệm, không biết tính toán cho tương lai. Mấy ngày nay lúc nào anh cũng luôn nhớ đến em và con, và suy nghĩ về tương lai của chúng ta. Sao em có thể mang con đi như vậy chứ? Nó vẫn chưa gặp anh, vẫn chưa gọi anh một tiếng cha. Anh không thể rời xa hai mẹ con em. Hai người cũng không thể rời xa anh. Chúng ta không thể chia tay. Chúng ta là một gia đình. Chúng ta phải sống với nhau đến trọn đời, em biết không? Trước đây em từng nói anh không thực tế, thích mộng tưởng. Nhưng bây giờ em và con chính là mơ ước của anh. Em phải để anh chăm sóc cho con và em, chăm sóc hai người cả đời. Còn nữa, em ra đi vậy em có ý kiến của con chưa? Nó có đồng ý không? Đứa bé đâu? Đứa bé đang ở trong bụng của tôi. Đùa à? Anh đã phạm luật, phải đi với chúng tôi. Tôi vẫn chưa nói xong mà. Lam Thiên, em phải bảo con mình học thật tốt, sau này lớn lên làm đạo diễn nhé. Con nối nghiệp cha. Mặt mày ủ rũ, quần áo xốc xếch, biết ăn không biết làm. Các người vẫn cứ trố mắt nhìn đương đương, chẳng ra thể thống gì hết. Alo, có chuyện gì? Xuất huyết sao? Chỗ nào cũng căng hết à? Anh đến liền. Sao vậy? Lam Thiên xảy ra chuyện rồi. Quay lại nào. Alo, 120 hả? Bà xã tôi sắp sinh rồi. Đau quá. Hoàng đấu thối. Sao vẫn chưa ra nhỉ? Có phải là khó sinh không? Khó sinh phải làm sao? Chỉ cần một dao thôi. Cái gì? Ý tôi là sinh mổ. Sinh mổ không tốt, sinh thường tốt hơn. Như vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Sinh rồi, sinh rồi. Cuối cùng cũng sinh rồi. Lam Thiên, em đừng sợ, anh đang ở bên ngoài này. Sao các anh lại mặc đồ thái giám vậy? Vội quá nên chưa kịp thay. Thái giám cũng là người mà. Đủ 10 ngón tay 10 ngón chân đúng không? Đứa bé rất khỏe mạnh. Chúc mừng anh chị. Nó giống tôi không? Giống, giống như một con khỉ. Bé mới sinh, đừng có nói bệnh. Lam Thiên à, đợi cậu nghỉ thai sản xong, chúng ta làm một chương trình mới hay hơn nữa. Nhất định rồi. Một năm sau. Chạy, chạy, chạy nào. Gào đại thượng rồi. Anh là phó đại diện cái gì thế? Thẳng đứng lộn xộn, loạn cào cào. Chỉnh hàng lối lại đi. Chỉ sơ ý thôi. Lần sau sẽ không vậy nữa. Quay phim, tập trung vào. Xin lỗi đạo diễn. Chỉ sơ ý thôi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Sơ ý là sẽ xảy ra chuyện, cẩn thận một chút, làm lại. Cha đây, trời nóng như vậy, bà xã còn theo anh đóng phim. Em vất vả rồi. Nào, uống miếng nước đi. Tiểu đấu à, còn nóng không con? Em nói với anh chuyện này nhé. Hả? Có thai nữa hả? Đạo diễn, anh nói cái gì thế? Tôi sơ ý thôi. Phim là ưu tiên hàng đầu. Diễn lại lần nữa. 3, 2, 1.
2, 1, diễn.要不说嫖娼被抓，这不好吧？要不说酒驾，那也拘留15天。对对对，哎，你还可以啊！你是怎么把这前任和现任活得那么好的？我的座右铭是：活好不粘人。妹妹你别动，哥哥全自动。连死尸那两个，别动。蓝天，你最近这工作心不在焉的。怎么着，出什么事了吗？哦，你不是知道吗？就是跟我前男友擦枪走火的事情，哎呦，怎么办啊？这种不是我犯下错误的事情，问我也没什么用，还是跟你父母商量商量。啊，不行，要是知道我怀疑我妈非弄死我不可。我妈非弄死我不可这件事儿，你肚子里的孩子也在想。妈妈不关机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